5 triệu người Vũ Hán bị kỳ thị và truy lùng từ đồng bào. Nỗi lo sợ và ám ảnh bởi cơn dịch do virus corona gây ra đã khiến 5 triệu người Vũ Hán rơi vào cảnh bị kỳ thị, không thể trở về nhà của họ. Tình trạng dịch bệnh do virus corona gây ra đã khiến không ít cư dân trên toàn thế giới lo lắng. Tính cho đến thời điểm hiện tại, virus corona vẫn đang tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc và đặc biệt là thành phố Vũ Hán. Theo như tờ New York Times đưa tin, hiện nay đã có khoảng 5 triệu cư dân Vũ Hán đã rời khỏi thành phố trước khi có lệnh phong tỏa từ nhà nước nơi đây. Vậy nên số người này hiện đang chịu sự kỳ thị và truy lùng ráo riết từ đồng bào. Thông tin cá nhân bị rò rỉ và chịu sự kỳ thị từ đồng bào. Các trường hợp nhiễm virus corona đã được phát hiện từ đầu tháng 12, 2019 ở Vũ Hán. Tuy nhiên, phải đến ngày 23 tháng 1 thì cơ quan chức năng mới tiến hành ban lệnh phong tỏa. Thời điểm này trùng hợp với dịp Tết Nguyên đán, thế nên đã có khoảng 5 triệu người sinh sống và làm việc tại Vũ Hán đã rời khỏi thành phố để về quê hoặc đi du lịch cùng gia đình. Theo thông tin từ tờ New York Times, thì chính quyền địa phương đã mất khoảng 5 ngày để có thể liên lạc với Hai Mô Tăng. Được biết, trước khi lệnh phong tỏa được ban hành, anh chàng sinh viên này hiện đang học ở Vũ Hán và trở về nhà ở Linh Hai, phía đông tỉnh Chiết Giang để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, sau khi về quê, anh chàng sinh viên này đã tự động cách ly khi các cơ quan chức năng gọi điện và hỏi về số chứng minh thư, địa chỉ nơi ở và ngày nào mà Tăng ở Vũ Hán trở về quê nhà. Hỏi khá nhiều thông tin về Tăng nhưng lại không có bất kỳ một lời giải thích nào. Rồi vài ngày sau, họ xuất hiện và giăng dây cảnh sát trước cửa nhà Tăng. Không chỉ vậy, một tấm biển cũng được treo gần đó để cảnh báo mọi người xung quanh rằng có người vừa trở về từ Vũ Hán. Anh chàng sinh viên bị cách ly còn cho biết thêm, mỗi ngày cơ quan chức năng đều gọi đến cho anh 4 cuộc gọi. Tôi không cảm thấy thoải mái lắm về việc này. Đường phố ở Trung Quốc trở nên vắng vẻ lạ thường trước dịch bệnh cúm corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Người ở Vũ Hán biến thành món hời với những ai phát hiện ra họ. Chẳng những bị cách ly và nhận về những ánh mắt kỳ thị từ mọi người, mà những ai vừa về từ Vũ Hán hoặc đã từng sinh sống ở thành phố này đều có thể trở thành món hời kiếm được kha khá tiền. Có một tỉnh ở Hồ Bắc đã đưa ra thông báo và tuyên bố trao thưởng 1.000 nhân tệ, hơn 3 triệu đồng cho ai phát hiện ra những ai đến từ Vũ Hán. Sự việc còn diễn ra căng thẳng hơn khi một số tỉnh đã cử người canh phòng hoặc đào đường không cho bất kỳ một người Vũ Hán nào đến gần. Nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt cho mọi người trong tình trạng dịch bệnh cúm corona đang diễn biến phức tạp. Andy Lee, nhân viên công nghệ người Vũ Hán đang có chuyến du lịch cùng người thân, đứng trước tình trạng chung do virus corona gây ra, gia đình anh đã thuê một chiếc xe hơi và di chuyển từ thành phố Bắc Kinh đến Quảng Đông để có thể tá túc ở nhà người họ hàng. Trong chặng đường di chuyển đến Quảng Đông, cả nhà Andy Lee đã dừng lại ở Nam Kinh, nhưng ở khu vực này không có bất kỳ một khách sạn nào cho gia đình anh ở. May mắn thay có một khách sạn hạng sang đã đồng ý cho gia đình Andy Lee ở lại. Tự cách ly trong vòng 4 ngày và sau đó chính quyền địa phương ra lệnh cho tất cả những ai đến từ Vũ Hán phải chuyển đến khách sạn gần nhà ga trung tâm. Andy Lee chia sẻ, họ chỉ tách người Vũ Hán ra khỏi người Nam Kinh. Họ không quan tâm chút nào nếu người Vũ Hán lây nhiễm cho nhau. Tôi cảm thấy lo cho các con của mình. Mọi người đều xót xa trước tình cảnh của 5 triệu dân Vũ Hán trước tình trạng virus corona. Trước những thông tin về việc 5 triệu người Vũ Hán rời khỏi thành phố trước khi có lệnh phong tỏa, khiến ai cũng lo sợ về việc lây lan virus corona. Tuy nhiên, sự kỳ thị xa lánh và bị truy lùng láo riết mà 5 triệu người này đang hứng phải đã dấy lên trong lòng dư luận bao nỗi xót xa trước hoàn cảnh chớ trêu trong thời điểm hiện tại này. Kiểu như sống tha phương cầu thật vậy, xót xa quá. Mong sao ai cũng an toàn vượt qua cơn dịch bệnh này. Tình trạng chả mấy khả quan lên nhỉ, mong sao ai cũng mạnh khỏe và bình an vượt qua corona. Hiện tại, thông tin về dịch bệnh corona cùng với những cách phòng bệnh được dư luận khá quan tâm trong những ngày vừa qua. Ai cũng lo lắng trước diễn biến về căn bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Mong rằng cơn dịch bệnh này sẽ mau chóng kết thúc và 5 triệu người Vũ Hán nói riêng, toàn thể mọi người trên thế giới nói chung đều sẽ khỏe mạnh và an toàn.